Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một bộ sản phẩm tuyệt vời. Đó là bộ cầu trục sau máy xăng dành cho xe ba bánh. Có thể sử dụng đối với những cái xe cho người già, người khuyết tật, xe chở hàng cỡ nhỏ. Bộ này thì tích hợp sẵn bộ càng, bộ phanh đĩa và tay thắng bằng dầu rất là chất, phù hợp với những người tay yếu, chân yếu. Tay thắng có thể sử dụng cho hai phanh đĩa hai bên bánh. Cầu thì sử dụng cầu có vi sai, nó rất là khác so với khi ta truyền lực cho một bánh. Trên những cái dòng xe ba bánh dành cho người khuyết tật bây giờ đang sử dụng thì lái nó sẽ rất là lắc, nó không được chuẩn như thằng cầu có vi sai. Bộ này thì có sử dụng hai cái bánh vành lốp vành trắng là 90/90-12. Đường kính của cái bánh này là 46 cm. Đấy. Và bánh là sử dụng bánh không xăm. Đối với cái cặp bánh thì bên xe điện motor điện cung cấp thì có thể thay bằng nhiều loại bánh khác và có thể thay bằng la răng hợp kim rất là đẹp. Còn đối với cái cầu này thì chiều rộng của nó là 75 cm chưa tính bánh. Lắp bánh lên thì nó thường thường nó sẽ rơi vào khoảng 80-82 cm. Khi lắp bánh nó rất là phù hợp để lắp lên một cái xe máy. Bộ càng sau thì có thể lắp cho tương đối hầu hết các loại xe và có thể sẽ phải điều chỉnh lại một chút phần tai để bắt giật sóc, thì cái đấy không phải là vấn đề quá phức tạp và hầu như cơ khí nào cũng có thể làm được. Bộ này là có cả số lùi dành cho máy lỗ cốt trục trước, cốt nhông trục trước 17 và cốt nhông trục trước 19. Thì khi các bạn mua hàng thì xin lưu ý. Và sau đây thì mình sẽ chi tiết cho các bạn một số cái sản phẩm cần lưu ý khi sử dụng và khi lắp đặt. Đây, cái đĩa này là sử dụng cái đĩa này là đĩa thép không gỉ các bạn nhé. Nó sẽ đắt hơn những cái loại thép của thằng ATV thì nó hay sử dụng những cái dòng đĩa sắt. Thì sử dụng sau thời gian nó sẽ bị hoen gỉ đỏ. Nhưng đối với cái đĩa thép này thì các bạn sử dụng không bao giờ bị gỉ, nó là thép trắng luôn. Còn bộ gắp sau thì nó sẽ lắp vào đây, lắp lên cái tai này bằng 4 con ốc. Phần mặt bích này 4 con ốc này chúng ta tháo ra và lắp trực tiếp với lại 4 con ốc trên mặt đầu các đăng này, rất là dễ lắp ráp và dễ sử dụng thôi. Đấy, đối với cái bộ này thì nó là một giảm sóc. Còn khi chúng ta về là lắp lên xe máy thì xe có hai giảm sóc thì mình sẽ hàn thêm hai cái tai đấy thì bên em sẽ cung cấp thêm. Đây, cái ốc này thì là nó vuông 7 này, tim từ đây sang đây là 7 này, từ đây qua đây là 10 này, chéo 10 này, đối với dòng bánh phù hợp như thế. Nếu các bạn thích lắp bánh khác thì xin lưu ý về cái phần kích thước ốc. Đây là cái tay phanh dầu này, cái tay thắng dầu này thì nó có khóa khóa dừng này. Khi các bạn dừng xe thì các bạn có thể kéo khóa và đóng cái chốt này xuống. Đấy, cái chốt này nó sẽ có nhiệm vụ nó khóa cái phanh dầu vào
để tránh chống trôi. Việc sử dụng nó rất là đơn giản thôi, chỉ cần ấn vào và tôi dí cái chốt này xuống là nó sẽ khóa cái tay không nhả ra, nó tránh tình trạng trôi của xe máy. Đây là bộ khớp nối các đăng. Bộ này thì sẽ hàn dài ra theo cái phần từ hộp số này về cầu sau. Khi các bạn mua hàng thì bên mình sẽ chịu trách nhiệm hàn sẵn cho các bạn cái phần ống nối này. Đấy. Còn thường thường thì mình sẽ cắt sẵn cho các bạn một cái đoạn ống về các bạn sẽ điều chỉnh theo cái xe của mình. Về cơ bản thì cũng không cần phải điều chỉnh lại bởi vì hầu như các dòng xe nó giống nhau. Thêm một lưu ý nữa về cái phần hộp số lùi như thế này. Đây là hộp số lùi này dành cho máy 110. Về cái dòng máy 110 thì thực tế là cũng không có gì để phân biệt giữa 110 và 100 bao nhiêu, mà nó chỉ quan trọng nhất là mình để ý. Quan trọng nhất chúng ta để ý chính là cái lỗ cốt này. Cái lỗ cốt này. Lỗ cốt này thì đối với một dòng số dòng xe máy thì nó lỗ 19. Một số cái dòng xe máy thì nó lại dùng lỗ 17. Đấy. Thì các bạn lưu ý cái phần đấy, thì đa số những dòng way rim các thứ là đều dùng 19, 17. Còn những cái dòng Yamaha, Jupiter, Sirius thì nó hay dùng lỗ 19. Thì các bạn lưu ý phải phần lỗ cốt này vậy thôi. Dễ thôi. Tiếp theo nữa thì đối với cái cần số này thì nếu như các bạn là những người khuyết tật chân yếu thì có thể sử dụng một cái cần. Bên em có bán cái cần này giá 95.000, rất là đẹp. Cần kéo tận lên trên thì ta có thể sử dụng tay để sang số, rất là phù hợp. Các bạn có thể mua hai cái cần đấy, một cần dùng cho phanh sang số tiến lùi và một cần để sang số 1, 2, 3, 4. Mua thêm hai cần đấy rất hợp lý mà nó đẹp. Còn đây là cái bánh 90/90-12, bánh sử dụng lốp không xăm. Đấy, rất là đẹp, đường kính nó rơi vào khoảng 45-46 cm, bản rộng thì cũng tương đương xe máy thôi. Trong cái bộ này thì mình còn quên một cái phụ kiện của nó nữa là cái chắn bùn. Một đôi chắn bùn là khoảng 100.000 nữa. Đây thì bổ sung trong cái bộ này là gồm thêm một đôi chắn bùn nữa, rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm xin các bạn xem ở phần mô tả sản phẩm phía dưới video. Tổng giá của bộ này mình sẽ để ở dưới phần video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, và việc đăng ký kênh của các bạn là hoàn toàn miễn phí. Nó chính là cái động lực rất là lớn để mình tiếp tục làm những cái video mới hơn về các cái dòng sản phẩm khác. Ngoài ra, mình cũng xin lưu ý thêm các bạn rằng bên mình có cả bộ cầu này nhưng phanh cơ. Giá nó sẽ rẻ hơn một chút so với phanh dầu, nhưng việc lắp đặt thì nó phức tạp hơn rất là nhiều, và độ sử dụng
độ an toàn thì tất nhiên nó sẽ không được bằng cái bộ phanh dầu như thế này. Giá cả bộ này thì chắc hẳn các bạn sẽ rất là bất ngờ vì nó so với cái giá trên thị trường nó rất là rẻ. So với những cái dòng cầu chế độ thì nó rất là rẻ. Và độ chất thì nó sẽ hơn hẳn vì nó sử dụng cầu có vi sai phanh dầu hai bánh, số lùi tiến, tất cả đều là hàng nhà máy sản xuất, không liên quan gì đến phần chế độ cả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hy vọng rằng sẽ có một video gần đây nhất mình sẽ lắp ráp nên xe máy cho các bạn tham khảo. Chào các bạn.